12 hột mà. Đếm đi đếm lại đếm hoài còn có 10 hột. Thế thì 2 hột nó nằm đâu? Ba tìm gì vậy ta? Ba tìm hột. Hột lớn hay hột nhỏ ba? Hột lớn mới tìm, hột nhỏ tìm chi? Trời ơi, ba mất 2 hột lớn luôn hả? 2 hột lớn luôn á. Vậy sáng giờ ba có đi toilet không? Ba vô toilet tìm thử coi. Quên quên quên. Cảm ơn con nha. Dạ. Chờ ba vô có không? Có chưa ba? Có hột rồi. Hột gì vậy ba? Hột chôm chôm. Có hột lựu nữa nè. Hột gì nữa vậy ba? Hột bích nữa. Ba này. Nè nè nè, tao nói rồi nghe nha. Mai mốt làm ơn làm phước, ăn uống trái cây, quăng cái vỏ rác ở bếp. Sáng rồi tôi nhớ tôi ngồi ở đây, tại sao mất là mất sao không hiểu luôn. Thì ba tìm kỹ đây đi. Tìm rồi mà. Mà Giang có hai cái hột của ba đây. Ba này, con đang đọc truyện mà. Đúng rồi, có rớt hột của tao đây không? Mà sáng giờ ba nhớ kỹ đây coi, ba có đi ra ngoài không? Ba nhớ là ba ngồi tại cái chỗ này. Vậy tức là ba rồi. Ngồi tại chỗ này, ba không có đi đâu hết. Đúng rồi. Ba, đứng im. Cái gì? Ba nhìn xuống đi. Đó, ba nhìn xuống, con nói ba nhìn xuống, ba đừng có cử động. Ba nhìn xuống, ba thấy không? Thấy gì? Ba nhìn xuống. Thấy gì mà nhìn xuống rồi ba thì thấy đó, gì? Hộp đó. Hộp mà đâu ở dưới đây bây? Hộp toàn trên tay ba kìa. Thì nó nằm ở dưới, nó nằm ở đâu đây nè? Ôi trời. Ba, trời ơi. Ba đeo mà ba sáng ba sợ làm nó trầy. Cho nên ba úp nó xuống vậy mà ba chỉ tìm hoài không ra. Đúng rồi, ba già ba lẩm cẩm mà. Ai? Dạ. Tôi ghét, tôi thù ai mà gọi tôi là già này già nọ lắm nghe chưa? Nghe. Dạ, tôi nói lại lần nữa, nói liền. Ba trẻ. Ơi là trẻ luôn. Ôi cảm ơn con nhiều lắm nha. Cái gì vậy? Tôi hôn nó mà nó quăng chứ dẫm xuống đất nè. Đây. Giận ba nói dối, ba không tin ba giả dối không à. Từ ngày má mất tới giờ hả, ba đâu có thèm hôn con đâu. Mỗi lần hôn con cái ba nói cho con biết hả, nhiều khi con ngủ á ba nhìn ba hôn con đâu có hay đâu, đúng không? Không tin giận. Giận mỏ mà vô. Mỏ nhọn như mỏ dịch gì cứ dễ hoài. Ủa mà sao tôi làm không được ta? Thì tại mỏ ba mớm mà sao làm được. Ba, con nói ba nghe nè. Gì? Anh hai á dạo này không có lo học hành đâu. Toàn tụ tập đi chơi với bạn bè xấu không đó. Lắc xấu cái gì xấu? Con nói bậy nói bạ, anh hai mày nó đi chơi với tôi toàn là bạn đẹp, có mà đẹp cỡ ba không mà đâu ra xấu. Ba, con nói xấu là xấu ở trong tâm nè. Hả? Nè, ảnh đua xe lắc liếc, vũ trường, còn gái gú nữa đó nha. Bồ, ê mà cái gì? Gái gú sao nó không nói tôi biết ta? Ba, con đang nói chuyện đàng hoàng với ba mà. Mà con nói ba nghe, gái gú là dính đến sida đó. Nè, nói tầm bậy tầm bạ. Anh con bây giờ nó đàng hoàng, sáng nay nè, nó đi với Nhân, hai đứa đi khám sức khỏe, để nó lấy cái đó về nó đi xin việc làm. Ba quan tâm ba nhớ, ba biết sao không biết, nó bậy không à. Thôi giờ coi như chuyện anh hai coi như xong đi, giờ đến chuyện con nè. Chuyện con sao? Ba. Cái gì? Ba dòm đi, con bao nhiêu tuổi rồi? 4 mấy. Mười bốn. Tuổi của con mình mà ba cũng không nhớ luôn. Không nhớ là sao? Con 18 tuổi rồi đó. 18 tuổi rồi. Ừ. Trời ơi, con tôi 18 tuổi rồi mà tới giờ này chưa có bồ luôn trời. Mày ế rồi mày ơi, mày ế rồi. Ba này, bởi vậy đúng là hả, ba lẩm cẩm ba già rồi. Ê, cái gì, nói lại. Ba trẻ. Cảm ơn bạn. Hỏi ba nè, cái anh đầu tiên á con dắt về nhà, mà hả, ảnh mới vừa bước vô nhà, nói với ba có một tiếng à. Ừ. Mà hả, bà bùm cái người ta phù mở lên người ta đi về luôn đó. Cái thằng đó không đung nữa sao được. Tôi tức cái thằng đó phải không? Nó vô nhà nghĩ sao? Mình rất là lịch sự, mình ra mình mở cửa. Ôi mình chào bạn. Không dám còn chào ông. Vậy đó, mà nói lịch sự hả? Tôi ghét, tôi bung cái đung vô ngay mỏ đi về khỏi vô mày. Vậy chứ con hỏi ba. Gì? Anh thứ hai á, vừa cao ráo vừa đẹp trai ba cũng cấm luôn. Thằng đó đó hả? Ừ. Thằng đó tôi nhìn không được rồi. Thằng không đó đẹp được. Trai, cao ráo, nhìn trí thức lắm phải không? Hả ba? Nhưng mà nó giống một con người này ba sợ. Giống ai ba? Nhìn nó giống nàng luyện quá ba ứng. Nó ở nhà mình á, mình tiệm vàng nè,
nó cắt cổ ba cha con mình có ngày á. Trời ơi, sợ lắm. Thôi khỏi. Cái nào mà cũng có lý do riêng của bà. Cuối cùng hả, con của bà không có bạn luôn. Ai ra mở cửa coi con. À, anh Nhân ba. Mở cửa cho nó vô. Xe bắt chó đâu vô đây không biết nè. Đưa hết chó người ta vô. Ôi trời. Ủa. Chào em. Dạ, chào anh. Chào bạn. Dễ thương quá. Cảm ơn bạn. Mời bạn ngồi. Thấy chưa? Thấy chưa? Lịch sự vậy con thấy không? Đội nón mà mặc đồ kiểu này ra đường phải có giấy nha con. Chứ không có giấy mệt lắm á. Giấy gì vậy ba? Giấy của trong kia người ta kèm theo á, để cho khỏi bị hốt, hiểu không? Xin lỗi bạn, bạn hôm nay bạn tới đây có việc chi không? Dạ. Bạn là Ái á, Ái là con của bạn á. Bạn là mà bạn... Ái là em của Ân. Ân là bạn của mình. À, thằng Ân là bạn của đây. Đúng rồi, mà mình là bạn của bạn đó. Đúng rồi, cảm ơn. Bắt tay cái nữa. Trời ơi, dễ thương quá, không lẽ hung cái. Đói bụng không? Đói bụng phải không? Được rồi. Con, lấy điện thoại gọi qua nhà hàng bà Sáu. Dạ. Kêu bà đem qua đây á một tô mì gói. Cảm ơn bạn, mình không đói đâu. Không đói hả? Đỡ tốn lần thứ nhất. Cảm ơn bạn. Được rồi. Con vô á, tủ lạnh con dở ra, con lấy cái lon coca, xong rồi con để lên ngăn đá đi, rót ly nước lọc cho bạn. Không khác đâu. Không khác nữa hả? Đỡ tốn lần hai. Tới đây chơi hả? Ở lại đi, ngủ nghỉ gì không? Con lên lầu 2 hả? Con dọn sạch cái phòng đó, con mở máy lạnh hết, xong rồi con đóng cửa, con mời anh lên trên đó đứng ngoài cầu thang ngủ nha. Em ơi, tôi cảm ơn bạn, mình không muốn nghỉ lại đâu. Ôi trời ơi, đỡ tốt. Đợt 3 đúng không? Nè, mình có cái này nè. Sao cái gì? Ủa tới nay có chuyện gì vậy hả? Thì Ân á là kẹt công chuyện, nhờ mình á đi lấy giấy khám sức khỏe về để đưa cho bạn đi đẻ nè. Ta nói rồi thấy không, không có được bình thường rồi. Như nghĩ ba sao kêu ba đi đẻ kìa. Bây giờ mình tự nhiên mình xin phép bạn và em mình về nha. Cảm ơn. Phiền quá ha. Chào em, anh về. Dạ, chào anh về. Thưa bạn, con về. Khùng đâu. Tự nhiên ăn mặc vậy. Đưa cái giấy gì kỳ cục vậy ta. Đưa giấy nó đi đẻ là gì con. Giấy khám sức khỏe của anh con nè. Tim BT, gan BT. BT mấy ông nội bác sĩ giờ mấy ông ghi tắt không à. BT là bình thường á, chứ phải bó tay đâu nha. Máu dương tính. Trời đất ơi. Máu dương tính. Con máu mà dương tính là có sao không con? Dương tính là sida đó ba. Trời ơi. Con sida. Thằng ăn bị sida. Ba ơi, bị sida nè ba. Nó nghĩ thằng ăn nó bị sida mà nó ngồi nó cười tao quýnh cái chấp vậy. Ông nó mất cười. Là nè ba, con trai của ba tên gì? Nó tên Ân. Cái người trong tờ giấy này tên gì? Nhân. Mà anh Nhân á là bạn của anh hai đó. Thằng Nhân là thằng hồi nãy hả? Dạ đúng rồi. Trời, nó bị si... Dạ? Đứng lại. Phụ ba. Phụ gì ba? Đem cái ghế này vô trụng nước sôi. Sao vậy ba? Si da nó lây chết. Đừng có đụng vô. Ba ơi, ba đúng là ba già lắm, ba lẩm cẩm mà. Cái gì già? Con hỏi ba nè, si da chỉ lây qua ba đường thôi. Thứ nhất là đường máu, thứ hai là tình dục, thứ ba là mẹ bồng con. Ba không biết. Mẹ bồng con mà cũng lây sida nữa rồi sao? Vậy bà nội ai dám bồng trời? Ba làm con quýnh luôn. Mẹ truyền sang con. Mẹ truyền sang con mà nói mẹ bồng con. Vậy là không sao phải không? Không sao. Vậy đẩy vô lại. Đất ơi, bà lo quá. Có cái thứ rảnh này, nhà ta có chuông điện mà cứ bà reng bằng miệng không à. Ai đó? Cho tôi hỏi thăm đây có phải là nhà của Ái Ân, tiệm vàng Ân Ái không? Đúng rồi. Tôi đến đây để báo cho gia đình một tin hết sức là quan trọng. Thằng con mấy người bị tai nạn rồi. Cái gì tai nạn? Nó bị tai nạn ở đâu?
Chuyện là vậy, thằng con mấy người có tính mê gái, đang chạy xe trên đường, không lo nhìn về phía trước, lo nhìn gái. Từ phía trước có một chiếc xe buýt lao đến là một cái rét xẹp lép. Trời ơi, ông ơi, xẹp lép rồi. Chưa nói hết, xẹp lép đôi dép. Chiếc xe buýt lạc ta lái, đâm vô cột đèn cong vòng như cái còng số 8. Trời ơi, ba, con tôi cột nó cong công... vòng. Cột đèn cong vòng, ê mày khùng quá mày, mày nói cái gì lòng vòng hoài á. Ủa nãy giờ chưa dính hả? Không dính dáng gì đâu. Bây giờ mới dính à. Giờ dính. Có mấy người có tính mê gái, đồng thời có thêm cái tính nhiều chuyện. Thấy người ta bu đông vô coi, mày đặt chen lấn vô coi. Thấy cột đèn cong quá trời cong, sợ xỉu. Nhưng cái cột đèn cong quá, mà nó sợ nó cũng xỉu. Trời ơi, con tôi mới lớn rồi, lòi bóng rồi, trời ơi. Nó xỉu rồi, nó đang ở bệnh viện nào vậy cậu ơi? Đang nằm bệnh viện Từ Dũ. Trời ơi, nó nằm ở Từ Dũ. Ủa, con Từ Dũ nó đẻ hay gì trong... À, lâu, trung tâm chỉnh hình Sùng Chính. Trời, Sùng Chính. Bây giờ mở cửa vô trong tôi kể cho nghe. Đứng ngoài lèm bè một mình, người ta tưởng tôi khùng sao? À, bây giờ... mấy cái mùa này sợ mở cửa. Bây giờ mở không? Không mở tôi đếm 1, 2, 3 tôi về. 1, 2, 3. Nó về rồi đó, kệ nó. Ba ơi, mở cửa đi ba, coi anh hai sao ba nha ba. Đi ba. Nhưng mà nhà mình vàng bạc đâu. Nhưng mà vô. Anh hai bị gì mình không biết bây giờ mình... Rồi. Wow, nhà rộng dữ, nhà đẹp dữ. Tiệm vàng, ông hai chuyên kinh doanh vàng bạc kim cương đá quý bán vàng hả? Wow, giàu dữ. Gì đây? Hột xoan. Hột xoan. Ba. Phải không? Đúng rồi. Mấy ly? Đó hả? Đó 12 ly rưỡi. Nhiêu? 18 ngàn. Giàu dữ. Trời, bình thường thôi. Này mấy ly? 19 ly. Nhiêu? 6 ngàn. Ủa sao chất quốc à? Cái kia nhỏ mà có vỏ, còn này không có vỏ. Đừng có thịt thức thôi. Hột xoan mà để gì nguy hiểm lắm, ăn cướp không. Nó có dao đâm chết. Ở trong nhà không sao đâu. Nó có súng nó bắn chết. Trời. Hột xoan phải phân tán ra cho nên tôi quyết định. Sao? Cái này của em, cái này của anh, cái này bên đây, cái này em, cái này bên đây, cái này ở đây, cái này em, cái này chia đều tay cái vậy. Này ở đây, còn cái này bỏ vô đây lường đó. Hột xoan phải cầm bên tay, mồ hôi tay ra mất giá trị hết cho nên bỏ hết vô đây đó, dễ thương quá. Bỏ hết vô đây, đây nắp lại, bỏ vô đây. Ý lộn, cái này của ba tươi. Ý lộn, cái này của tươi. Ý lộn giỡn cho vui. Vậy mới nghe bùi tai chứ. Ba ơi, cái kiến người ta đó mà đưa cái mặt vô hư cái kiến người ta đi. Nó nặng mụn kìa ba. Nặng hồi lây cái kiến tụi mà nó cái kiến mụn không bây giờ đó. Làm gì nó đi, kêu nó đây coi. Thằng kia. Ê. Ra tao béo. Dạ anh đâu có làm gì đâu. Không làm gì sao mày vô đây à? Mày vô đây hả mày? Hả mày vô đây chơi. Trời ơi sao ngoài không chơi mày vô đây chơi mày hả? Hả mày? Dạ trong này có hai cha con vui. Mày nghe tao nói. Mày có nói mày cơm tao cho mày cơm. Cơm mà cơm nguội nè. Mày còn tiền tao cho mày tiền. Mà 500 đồng rách thôi. Cấm lại nghe tao hỏi nghe. Mày là ai? Mày là ai hả? Ăn cướp. Chắc tổ bà tụi bay đầu thờ cha thờ mẹ mà vỗ bóp bóp vỗ riết tóc mà không nổi liệu hồn tốt cái là hai đứa chết chùm hiểu chưa? Ý súng có hàng cô tí à, súng nước của cô tí à. Bắn đi vô rúng này nhột lắm nè mẹ bắn đi à, súng gì là súng nước
Có hai viên trong này, hiểu chưa? Lạng quả là mỗi người một viên. Súng nước, súng nước, súng nước. Súng ngủ mà đem ngâm nước đá chi lạnh dữ mày. Nghe cái mùi cô hồn sợ quá. Dạ, súng thiệt, dạ em biết đó. Súng thời, hiểu chưa? Ngồi xuống. Dạ ngồi. Cái gì, hả? Cái gì đây, hả? Tình nhân ấy là một viên hả? Quả là kia rồi. Dạ, trời ơi, cái gì á? Làm tượng đài mẹ bầu con. Ông, bao đi. Quá, ok, ngồi xuống. Ngồi xuống. Ngồi xuống, không tội vậy. Súng mày quơ hoài, tao rối mà quơ súng hoài. Liên hồn. Tôi xin giới thiệu. Ăn cướp không chuyên nghiệp. Trước khi ăn cướp, đọc qua lý lịch. Hai người nghe xong rồi bỏ qua. Lý lịch trích rằng tính tình vui vẻ, hòa đồng mọi lúc mọi nơi. Ưu điểm chưa bị bắt lần nào. Khuyết điểm mới đi ăn cướp lần đầu. Lưu ý gạch đích 200. Trong quá trình ăn cướp có điều gì sơ sót, mong quý vị thông cảm bỏ qua cho. Bắt đầu hành động. Con kia cầm lấy sợi dây. Ủa làm gì vậy anh? Nhảy dây. Ai nói? Mày chó già lại. Trời. Chó già lại đi. Cái gì? Trời ông già lại. Tao cho mày nói lại lần nữa. Tao nóng mày rồi đó. Lần nữa mày nói kêu ai ông già? Mày kêu ai ông già? Nói lại. Có chừng té. Té cho mày chết luôn. Tao nói cho mày nói lại nữa. Mày kêu ai già? Đâu tao ghét ai kêu tao già lắm mày biết không? Hồi nãy tao nói rồi. Trong quá trình ăn cướp có gì điều gì sốt sốt, mong quý vị thông cảm bỏ qua cho. Nhưng mà tao không nghe không bỏ mà được. Mày kêu ai già? Tao nói lại. Nhỏ. Chối ông trẻ lại. Má ơi, má cướp lộn nhà rồi. Vậy gì mà chiếc thắt cổ tao cũng chịu nữa chừng. Ba, phải ngồi xuống đi. Ngồi xuống xong chưa? Ok. Dạ. Cầm lấy sợi dây. Ủa làm gì vậy anh? Tự xử đi. Ủa tự xử là sao anh? Bà mẹ mày, mày tự xử mày biết hả? Vậy vậy? Mày tự xử mà mày không biết. Tự xử là câu gì nè, mày hiểu chưa? Ba ơi đau quá. Hả? Liệu không? Đó. Tự xử là gì đó. Đó hả? Hả? Liêu hồn nha. Anh thấy cướp. Gì? Anh trói em vậy, lỡ em lấy răng cắn đứt dây, em lấy điện thoại gọi cho cảnh sát bắt. Mới đi ăn cướp là đau. Trời ơi, em dễ thương quá. Không có người nào mà nhiệt tình như em. Giá trời gặp ăn cướp mà gặp nhà nào có người giống như em thôi, không bao giờ bị bắt. Đó, có gì nè. Trời, nó vui. Đó, chưa. Anh nhẹ nhẹ thôi. Nhẹ nhẹ. Đó. Anh nói em nghe. Tại vì thời gian nó có hạn. Em á là quá giàu, còn anh là ở một khu phố quá nghèo. Hai chúng ta là ở một hai thế giới khác nhau. Cho nên em phải nghe anh đọc rác rồi em bỏ qua cho anh. Nghe đã. Em vì sao thế? Tôi vì sao thế này? Thế giới này là của anh thì anh có quyền đi với em. Mặt sáng tất cả đèn xanh, anh chạy thật nhanh với em, tay trong tay cầm và chai, chơi hết đêm nay uống không say đến ngày mai tiếp và chai. Em thích gì anh cho đó, em thích Bentley anh vẫn cho, em thích villa anh vẫn lo cho đến em vì anh cũng có. Chỉ cần em chơi với anh thì cả thế giới này thuộc về em. Chỉ cần em đi với anh là những thứ gì thuộc về em. Anh dẹp. Nhưng em ơi, đó là nếu, đó là mơ. Gặp em anh rất là đơ, nên lúc nào anh cũng phải lơ. Anh lớn lên từ đường phố, chỗ xe hơi không có đường vô. Chỗ công nhân ăn mì bằng tô, mưa xuống hút nước bằng xô. Chỗ em gọi là căn hộ, còn chỗ anh gọi là ổ. Thế giới anh xài tiền Việt, còn thế giới em xài tiền đô. Em đổ xăng thì được đầy bình, anh đổ 5,000 nó không cho đổ. Tình cờ anh gặp được em, anh xin số thì em say nô. Đọc rá mệt lắm. Ấy, có làm gì làm tôi, đừng làm con tôi. Trời ơi, tôi nổi ông lại con chứ. Tôi làm ở tôi cắn lửa tự giận sướng hơn. Tiểu hồn á, vừa hối vừa mốt. Dễ thương lắm nha. Ông già, chìa khóa tủ đâu? Ông già, chìa khóa tủ đâu? Tao cho mày tiền tới mai luôn không có. Ông trẻ, chìa khóa tủ đâu? Dạ đây nè.
má ơi má, giá cướp loài bắt. Dở áo lên, kéo cái quần xuống chọt vô cái trong quần trái. Tủ em giữ chữ, em chọt vô cái quần trong. Đó, múc ở dưới. Trời lão. Đó, ừ, đó, nghe nhìn nhỏ nhỏ, một kìa, một kìa, tôi đừng lấy nhiều kìa. Đó, mồm hối mà bị bóng. Ông già chìa khóa nào mà tìm tới ông nội mày sống lại cũng có. Anh trẻ quên, anh trẻ chìa khóa nào? Chìa khóa màu đen đó. Trời ơi chắc bị chết quá. Tủ nhiều ngăn dữ, ngăn thứ nhất là cái gì? Tiền đô. Tiền đô hột xoa, hột xoa, con giàu. Ngày thứ hai vàng bạc đá quý, vàng bạc đá quý. Ngày thứ ba giấy tiền vàng bạc, giấy tiền vàng bạc. Ông vợ mặt nha, ông liều hồn quá nha, lát nữa đốt hai cha con ông ấy nha. Ông liều hồn giỡn mặt với tôi hả? Tôi là chờ tha cho ông đâu. Xong tạm biệt. Quên, có chuẩn bị đầy đủ hết, há miệng ra. Tạm biệt anh. Ăn cướp ba em có mà em chưa có. Trời ơi, dễ thương quá. Đâu có thời gian rảnh rỗi mà anh lấy em làm vợ là lấy liền đó nha. Chưa có ai mà nhiệt tình với em hết thì anh nói nghe nè. Lúc nào á, cho số điện thoại đi. Anh dắt em đi chơi nha. Được á. Anh nói. Mày chưa? Mày lộn bụi bây giờ. Gần không, có ngày tôi đổi giới tính, hiểu chưa? Tạm biệt. Nói nghe, hồi nãy chưa lấy được của, kêu ông trẻ. Bây giờ lấy được của, có quyền kêu ông. Hỏi ông môn, ông già, hiểu chưa? Nết. Anh quên đồ mà, ái lẹ lên. Ồ, phải không? Mời vào, mời vào, mời vào. À, quen lắm. Ở dưới quê mới lên phải không? Ngồi chơi, ngồi chơi nha, ngồi chơi, ngồi chơi. Ngồi chơi, đó. Ăn cái gì không? Để băng ra đường mua cái dĩa bò lúc lắc khoai tây ăn nha. Thôi, 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 em không ăn đâu anh ơi. Không ăn, uống đi. Uống bia hay uống rượu? Mua két bia nha, về nhà hai đem nhập. Uống rượu có hại cho sức khỏe lắm. Ồ vậy hả? Dạ. Vậy ngồi chơi đi ha. Lát nữa là ái ăn gì đó nó về liền nha. Em giữ chìa khóa cửa rồi sao anh đi? Thằng khốn nạn, mày đưa chìa khóa đây, nếu không tao bóp cò, tao giết mày. Giết người hỉ? Đúng. Anh ơi, anh ơi, anh làm ơn, anh làm ơn, anh bắn tao đi. Má ơi, thằng này nó không sợ chết. Không giận nó lại, mày bước tao bắn đi á. Tao bước tới này mày bắn tao đi. Tao năn nỉ mày luôn đó. Mày là cái dùng mỹ nhân kế nè. Tao quỳ xuống đây tao lại mày luôn nè. Tao lại mày, tao lại. Mày bắn tao đi. Tao chưa giết người bao giờ. Mày đừng ép tao nha. Tao mới ăn cướp lần đầu. Tao bóp cò thiệt á. Mày có biết rằng nếu mày không chịu bắn tao á, thì rồi đây tao cũng sẽ tìm một nơi thật xa để mà tao thác. Thác là gì? Chết đâu mày. Ngu tao nổi mặt mụn luôn kìa, thấy không? Ở nơi đó chỉ toàn là sương mù dày đặc,
Mày có nhìn thấy sương hôn sương văn phủ khắp nơi rồi? Rồi đây tao sẽ chết ở trên đỉnh đồi đó đó. Sương nhiều quá. Nhưng xác của tao nó nằm ở đây nè. Đó, mày thấy xác tao không? Mày làm cái gì vậy? À, hô hấp cho nó sống lại. Ôi sao? Chết mà còn hô hấp nữa hả? Ờ, chết rồi, chết rồi. Nhưng cái đó không có quan trọng. Cái quan trọng khi tao nằm một đống như vậy đó, mà tất cả mọi người không ai thèm quan tâm đến tao hết. Người ta còn hát như vậy nữa nè. Để tao hát cho mày nghe nha. Mày cho tao mượn cái micro đi tao hát. Alo. 1 2 3 má. Alo. 1 2 3 má. Alo. Con bị thôi miên rồi má. Làm cái gì ồn ào vậy? Không làm gì hết. Mày trật tự ngồi xuống nghe tao hát. Ngồi đâu, ngồi đâu? Mày chung lỗ chó vô, mày muốn ngồi đâu mày ngồi chứ. Mày đâu có mua vé đúng không? Mày ngồi đi, miễn sao thấy tao hát là được rồi. Ngồi. Tao hát cho mày nghe nè. Chuyện kể rằng một ngày kia chơi ken xì ke chích 5cc là phê. HIV tìm về cuộc đời người coi như là xong. Xì du queo hút vô đây là quéo. Mày đi đâu vậy? Tao chưa giết người bao giờ, mày đừng có ép tao. Thì bây giờ mày giết tao đi. Tao bắn. Mày hứa nãy giờ mày không chịu thực hiện. Tao bắn. Mày giết tao đại đi. Tao bắn. Mày á. À, mày làm không được nha. Mày bắn vô đây tao không có đi đầu thai đó. Đừng ép tao. Không được. Mày bắn banh cái họng tao chết xuống diêm vương hỏi không có họng để trả lời không đâu. Bắn chỗ khác đi. Bắn đại đi. Tao bắn thiệt đó. Mày bắn đi. Khói nhiều dữ. Khói thuốc. Vậy là con giết người rồi má ơi. Sợ xỉu. Bắn chỉ thiên mà cũng xỉu nữa. Tao tự xử tao luôn. Bắn vô đây nó mới nhẹ nhàng và thanh thản chứ. Anh kia, bình tĩnh lại, bỏ súng xuống. Cái thằng kia, mày bỏ súng xuống. Tất cả giữ yên hiện trường, không được nổ súng, chờ lệnh. Anh kia, anh bình tĩnh lại. Chuyện đâu còn có đó. Chuyện gì cũng có thể giải quyết được. Anh đừng hủy hoại thân xác mình. Đưa súng cho tôi. Anh có nghe tôi nói không? Tốt. Đưa súng đây. Bày. Dồn qua ăn cổ đi. Dồn qua đây. Có gì đưa chiên miếng.
đứng chung đi. Mày né. Anh bình tĩnh lại, đừng làm ẩm nha. Tôi còn con nhỏ, anh cũng có gia đình đúng không? Có gì từ từ nói, giải quyết bằng súng ống không tốt đâu. Anh đứng yên đi, anh bình tĩnh. Tôi có thể giải quyết chuyện oan ức của anh. Tôi biết anh giết người không phải ý anh, hoàn cảnh đúng không? Đưa súng cho tôi, đưa đây. À, bình tĩnh, thở ra cho nó nhẹ nhàng, thở ra. À, vậy mới tốt chứ. Anh giữ súng, chuyện gì cũng phải bình tĩnh, không được manh động. Ngay hiện trường có đầy đủ nhân chứng, vật chứng, có phóng viên, có chụp hình dạo. Bây giờ chúng ta bắt đầu làm việc. Lỗ tai rái nhiều quá, ngày ở dơ lắm. Trước khi chết, nạn nhân ăn cà pháo với mắm tôm. Sình rồi, xác nhận xác đã sình. Nạn nhân chết cách đây 5 phút 7 giây rưỡi. Tất cả ghi chép lại cho tôi. Nạn nhân là người nằm chết, còn người còn sống là kẻ giết người. Không có chối cãi gì hết, bằng chứng rõ ràng. Đây là nạn nhân, đây là kẻ giết người. Mày là ai? Đi đâu? Trách nhiệm gì? Phận sự gì? Vô đây. Tôi hỏi anh là ai? Tôi hỏi anh tại sao tập trung nhà tôi đâu có vậy? Nhà này nhà của ai? Nhà của tôi. Nếu nhà anh càng bình tĩnh hơn, án mạng xảy ra trong nhà anh không được làm loạn, anh không được lớn tiếng trong căn nhà của anh. Rồi. Anh bước ra ngoài. À, gì kỳ vậy? Đi ra. Ủa gì kỳ nhà tôi? Anh không có nhiệm vụ trong nhà này. Khi làm việc xong, rồi tôi tính tới anh. Đi ra. Ngồi đó. Anh bình tĩnh chưa? Rồi. Vô. Ông rảnh quá vậy? Lúc làm việc thì chúng ta nó bình tĩnh, không được manh động. Một lần nữa, sẵn có chủ nhà, có nhân chứng, vật chứng, nạn nhân và người giết nạn nhân. Tôi khẳng định đây là nạn nhân, còn đây là hung thủ giết người. Ủa vậy ba tôi đâu? Ba mày ở đâu? Làm sao tao biết? Tao chỉ khám nghiệm hiện trường. Đây là nạn nhân, còn đây là kẻ giết người. Tôi biết rồi, nói hoài, ba tôi đâu? Bình tĩnh, ba cũng... Bạn ở đâu? Bắt hung thủ ra đây, dẫn hung thủ ra. Hung thủ không phải là một người. Hung thủ vào căn nhà này là ba người. Đây, phải hung thủ không? Ba tôi. À, tôi có cái sự nhầm lẫn. Đúng rồi. Bây giờ tôi khẳng định, đây là ba anh. Tôi biết là phải khẳng định. Còn đây, má anh. Không phải. Anh bình tĩnh lại. Em gái. Em gái. À, em gái của anh càng phải bình tĩnh. Nếu tôi vào không kịp, thì tên đây, nó định làm nhục em gái của anh. Cái gì? Anh bình tĩnh. Ê, bình tĩnh lại lớn rồi. Bình tĩnh lại, bình tĩnh, bình tĩnh. Cho tôi nói ba anh bình tĩnh lại. Ông nói vậy không giận bình tĩnh đâu. Thì nói đi. Bạn ơi, bình tĩnh. Khi bình tĩnh rồi biết cái căn nhà này rất là bình đẳng. Bạn luôn. Bạn thì mới im chứ không là quậy hoài. Bình tĩnh bạn. Ha. Xác nằm đây. Tôi sẽ giải quyết cho bạn. Còn con gái bạn không có bị làm nhục. Đúng không? Bình tĩnh. Mày thao ra người ta mới nói được chứ. Thao ra. Tôi
tháo ra. Nhưng phải bình tĩnh. Mụ nậu với mày. Ê, mày. Tôi đã nói từ đầu rồi. Bình tĩnh. Cái gì vậy trời? Bình tĩnh. Chúng ta bắt đầu. Khoan. Cô gái bình tĩnh không? Bình đó, bình tĩnh. Bình tĩnh chưa? Mụ nội tao. À cái gì? Cái chữ mụ nội tao. Bình tĩnh. Vậy là bình tĩnh. Tôi khẳng định một lần nữa, đây là nạn nhân, còn đây là kẻ giết người. Không phải, đây là hung thủ, còn đây là người hùng đó. Nó bậy bạ không à? Bằng chứng đâu là hung thủ? Nó vô đây nè, nó có súng nè, nó cựu cây súng mất tiêu rồi. Cây súng tôi giữ rồi. Nó giấu đồ trong đó đó. Đây là gói đồ của hung thủ vừa cướp. Vàng tiền không trong cắm á. Đó, nghe không? Ê mày, mày, của ai? Của tôi. Nước trà trộn thì của ai cũng được mà. Tùng ra. Xác định một lần nữa. Rồi. Hồi nãy tôi bị nhầm lẫn. Rồi rồi. Bây giờ đây là hung thủ. Hả? À, bình tĩnh. Tao bình tĩnh nha. Hồi nãy tao bình tĩnh lắm. Mày về mày nói vào dòng họ mày. Ê. Bình tĩnh nha. Còn đây là kẻ giết người. Bậy. Đây là người hùng, còn đây là kẻ giết người. Đây là kẻ giết người. Đây là người hùng. Đây là người hùng. Đúng rồi. Chúng ta phải vỗ tay khen ngợi người hùng bắt cướp. Bây giờ tôi hỏi ông này mệt quá đây. Bây giờ ông vỗ tay vô chưa? Tôi hỏi này, ông là ai? Là ai tự nhiên vô đây? Đúng rồi. Không có ở không mà vô cái chuyện bình thường vậy. Là ai? Ta hỏi là muốn là ai? Tất cả phải bình tĩnh mới biết tôi là ai. Không bình tĩnh nữa này, giờ có mình ông không bình tĩnh nữa đó. Là ai? Tôi. Là ai? Người mới về thuê nhà kế bên. Mày gì hả? Mới về thuê nhà tưởng cha người ta không qua làm thế ghê quá. Thì tôi cũng vô nghe hay phát súng. Phải không? Tôi chạy vô. Tôi phải xác định lại đây là nạn nhân, còn đây là người hùng. Đúng rồi. Người hùng bắt cướp. Ông bình tĩnh chưa? Hả? Nó hỏi ông đó. Hỏi mày vậy, hỏi ông mày đó. Anh hùng bắt cướp. Tôi không phải là anh hùng bắt cướp. Bày giấu à? Giấu cái gì mà giấu? Bày ăn cướp. Tôi là người hùng xa đi nước ngoài, người hùng bên Ba Lai qua xa đi. In da si da, in da sa đi, in da si da, hả sa đi si da. Mẹ ơi, có bệnh rồi trời ơi. Mày nói gì? Trời ơi, anh hùng si da. Si da rồi. Trời ơi, nhưng mà không. Tại sao anh biết anh si da? Ai nói mày si da? Đây, tờ giấy đây nè, anh hai. Anh hùng là si da. Cái gì vậy? Đó. Cái gì vậy cưng? Trời ơi. Cái gì? Mày tên gì? Quỳnh Ân Nhân. Mày đọc lại coi. Quỳnh An Nhân. Là sao? Là đâu phải tên mày đúng không? Đây nè, cái tờ giấy của mày nè. Hôm qua tao mày đi khám chung đúng không? Tao lấy gì cho mày nè? Mày nói thiệt hả? Mày có bị gì đâu? Không bệnh. Không có bệnh. Tại sao trong giấy ghi người ta bệnh? Đưa đây. Đưa này, đưa cho nó coi. Sao? Đúng là bác sĩ y tá không bình tĩnh. Ủa? Ghi lộn tên. Anh không có bệnh. Anh vẫn còn sức khỏe, anh vẫn người bình thường. Anh được xã hội còn công nhận anh là người bình thường. Hãy mạnh dạn lên đấu tranh để sống. Đừng có bi quan mà chết. Đây là người hùng bắt cướp. Các người hàng xóm bu lại đi. Hàng xóm bu lại chụp hình với người hùng bắt cướp. Cái vậy bu lại chứ. Bu lại chụp hình. Chụp hình mày hả? Mày chụp ở đơn công an á chứ mày chụp ai? Chụp hình. Trời ơi Diêm Dương ơi, người ta là Diêm Dương đi phải oai phong lẫm liệt, may bộ đồ cho đẹp vô, đổi cái mão cho sang trọng vô, mà đi cuối không à, nhìn nó mất sang. Cái mão này là đẹp nhất là cùm này nè. Hạ thần đã thức 3 ngày 3 đêm kết nó lên. Vậy mà Diêm Dương nở lòng nào mà cúi xuống sao ta thấy đẹp. Cha chả lụa. Như vậy cái màn này chính là do ngươi kết đó hả? Dạ đúng rồi, chính tay hạ thần kết. Ôi cái màn mới đẹp và đều làm sao. Dạ đều lắm. Và nó làm cho con mắt ta cũng đều làm sao. Ủa này à... ngạc nhiên chưa? Ồ xăm gì mà tím thế? Xăm con mắt mày, cái màn nó đập tao bầm mắt chứ mà xăm hả? Tao đi tới đâu nó tán tao bầm nguyên con mắt, mà nó bầm đều nguyên hàng ngang là mày thấy không? Hả? Y như đeo mặt nạ vậy đó. Được rồi. Dạ.
Kêu nạn nhân ra đây. Giống đâu rồi, truyền giống. Ủa thằng này nó đang kể chuyện cho mình nghe tại sao nó chết đúng không? Ủa ngươi đang kể chuyện là ngươi chết phải không? Dạ con chết. Ôi tao nói nghe nè, cho mày kể mày chết mà tao không thấy mày xuất hiện luôn á. Chết hồi nào vậy? Ủa vậy là sao? Dạ có mà, con ăn cướp chuyên nghiệp, con cũng đột nhập vô con ăn cướp vàng á. Con vô trước 3 tiếng con leo trần nhà, con trốn. Có nghĩa là mày kể mày chết đúng không? Thì thay vì mày kể mày chết là mày phải xuất hiện trong cái câu chuyện hồi nãy, cái câu chuyện đó tao không thấy mày luôn á. Dạ có. Ở đâu? Dạ núp trần nhà. Rồi cuối cùng sao mày chết? Cái thằng ăn cướp nghiệp dư nó cầm cái súng nó bắn cướp cò chỉ thiên 2 cái. Bây giờ thì ta đã hiểu điều đó thật kỳ diệu. Trời ơi, một thằng cướp chuyên nghiệp vô trốn sẵn trong nguyên câu chuyện, không thấy nó xuất hiện, cuối cùng nó chết vì 2 nhát súng. Rốt cuộc thằng cướp chuyên nghiệp bị thằng cướp nghiệp dư giết là nó bắn còn chết phải không? Lúc đó chưa chết. Ủa bắn mà vẫn chưa chết hả con? Dạ. Sao vậy? Lúc đó còn không có thấy máu. Ủa vậy là bắn trúng đâu mà không thấy máu? Trúng bụng. Rồi khi nào mày mới chết? Dạ lúc chụp hình xong con mới chết. Má ơi, nó cướp mà nó còn nhiều chuyện, nó phải coi xong đoạn chụp hình nó mới chịu chết nữa thiệt. Chụp hình xong vẫn chưa chết. Ủa chụp hình xong mày cũng chưa chết hả? Sao kỳ vậy? Dạ không thấy máu chảy, cái thò tay móc viên đạn ra máu tuôn ra mới chết. Này nó cũng kiếm chuyện với Diêm Vương nè. Thôi được rồi, vô cho nó ăn 2 tô. Đi vô ăn cháo lú đi. Đừng có cho nó nhớ nữa, nó nhớ nữa nó kể chắc tới sáng đó. Cũng may là tên cướp đó đã chết. Chứ ở trên dương thế này mà ăn cướp là bị bắt bỏ tù rồi chết rục ở trong tù cũng vậy thôi. Diêm Vương, bây giờ ngươi dẫn ta đi ngu đầu mã diện spa để ta làm lại cái con mắt coi. Giống nhạc lên để làm ta thư giãn cái. Dạ giống nhạc lên.